Con gái Vũ Linh mừng sinh nhật tại nhà giữa ồn ào kiện tụng, chỉ một chi tiết đủ hiểu thắng trong lòng khán giả. Cách đây ít giờ, trên trang cá nhân của con gái cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh đã đăng tải dòng trạng thái mừng tuổi mới gây xúc động. Cô cho biết năm nay mình đã không còn đấng sinh thành bên cạnh nhưng vẫn được an ủi vì có khán giả của ba yêu thương, ủng hộ và che chở. Cô viết, sinh nhật năm nay em không còn ba bên cạnh, đó là một mất mát lớn đối với em và gia đình. Nhưng bên cạnh đó em đã nhận được rất nhiều tình thương ấm áp từ các cô chú bác anh chị đã trao cho em và gia đình nhỏ của em. Em thật lòng cảm ơn tất cả những điều mọi người đã dành tặng em, những món quà, những lời động viên, những lời chúc đã tạo thêm động lực cho em rất nhiều trong thời gian qua. Một lần nữa em xin cảm ơn và kính chúc sức khỏe đến cả nhà. Bên cạnh đó Hồng Loan còn khoe bữa tiệc gia đình vô cùng hoành tráng, cô dí dỏm chú thích. Bánh và các món ăn được mọi người yêu thương em tài trợ. Tất cả đồ ăn ngon và vô số bánh kem được người hâm mộ gửi tặng cho Hồng Loan cho thấy họ rất yêu quý cô. Đây cũng là niềm an ủi cho cô giữa lúc kiện tụng quá mệt mỏi. Nghệ sĩ ưu tú Ngọc Huyền đã làm việc này cho cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh trong tiệc sinh nhật của mình. Mới đây trên mạng xã hội TikTok đăng tải đoạn clip trong tiệc sinh nhật của nghệ sĩ ưu tú Diệu Hiền. Trong clip, dàn nghệ sĩ cùng bước lên sân khấu để thể hiện ca khúc Về sân khấu cải lương. Ngọc Huyền xúc động cho biết cô chiếu ảnh cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh như một cách tưởng niệm người anh quá cố. Ngọc Huyền chia sẻ, sở dĩ gia đình chúng tôi lên đây đông như vậy là vì trên màn hình đã chiếu những hình ảnh của người anh của chúng ta, người cha quá cố của nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân. Đó là cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Chúng tôi phải hát trọn vẹn để tưởng nhớ về người anh của chúng tôi. Trên màn hình sinh nhật của Ngọc Huyền có những người thân của Ngọc Huyền. Những người còn vẫn mang lời ca tiếng hát cho đời. Và cũng còn đó những người cũng máu lửa với nghề, nhưng duyên phận đã hết phải về quê, về cõi an lạc quốc. Một phút hát chung với nhau là những gì chúng tôi có thể làm cho người đã khuất. Vũ Linh và Ngọc Huyền từng là đôi tình nhân sân khấu, nhận được sự ngưỡng mộ của hàng triệu khán giả. Cô thường gọi nam nghệ sĩ là anh Năm, vô cùng trìu mến. Trong suốt thời gian diễn ra tang lễ của Vũ Linh, Ngọc Huyền cùng nhiều nghệ sĩ đã chung tay lo toan chu đáo. Cô đã xúc động đến mức ngất xỉu trong đêm nhạc tưởng nhớ đàn anh.